Ở ở Trung Quốc chỉ sử dụng một múi giờ duy nhất, đó là GMT cộng 8. Ở Việt Nam của mình nó sẽ sớm hơn một giờ. Ví dụ ở thời điểm này Bùi Hồ đang đứng ở ngay tại Thượng Hải là khoảng 5 giờ chiều, thì ở Việt Nam khoảng 4 giờ chiều thôi. Bán nước ngọt ngay tại ngoài đường và tất cả người dân đều phải thanh toán qua WeChat. Trung Quốc họ không có sử dụng tiếng Anh thông dụng ha. Trung Quốc nó ngộ đến nỗi mà ngay cả cái cục sạc dự phòng nó cũng phải thông qua một cái ứng dụng nội bộ của Trung Quốc, ứng dụng WeChat ha. Ở đây mua đồ phải cúng quét qua ứng dụng, không trả tiền mặt thôi cô bác anh chị. Sáng nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để thực hiện một cái chuyến bay tỷ dân, đó là Trung Quốc thôi các bạn. Và chuyến hành trình của Bùi Hồ đây là một cái chuyến hành trình khá là dài ngày, khoảng gần một tuần có mặt tại đất nước tỷ dân như thế này. Bùi Hồ đã làm một cái thủ tục xuất cảnh xong cô bác anh chị. Đang chờ một cái chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Thượng Hải của Trung Quốc. Và sáng ngày hôm nay thì có mặt ở sân bay thì Bùi Hồ cũng đã kịp đổi tiền Việt Nam sang Việt Nam đồng sang nhân dân tệ. Đây là 100 nhân dân tệ. Đây, 100 nhân tệ này nó có giá khoảng 347.000 tiền Việt Nam ở thời điểm hiện tại ha. Thì nếu như mà đổi đô thì khoảng 100 đô thì khoảng 700 nhân dân tệ. Ở đây là mệnh giá lớn nhất của Trung Quốc nè. Đây, 100 nhân dân tệ ha. Và đây là mệnh giá Bùi Hồ đổi rất là nhiều mệnh giá. Đây là 20 nhân dân tệ nè. Còn đây là 50 nhân dân tệ nè. Bùi Hồ trước khi đi sang Trung Quốc thì cũng nghe nói về cái thời tiết ở Trung Quốc á, là ngay tại Bắc Kinh á, thì khoảng không đến âm đến khoảng 5-6 độ gì đó. Nhiệt độ cao nhất thì khoảng ngay tại Bắc Kinh á, thì khoảng cao nhất khoảng chừng 9 độ. Đó là một cái nhiệt độ rồi. Phải nói đây là một lần trải nghiệm khá là thú vị khi mà nhiệt độ nó thấp như vậy. Tại vì Bùi Hồ thì ở miền Tây thì nhiệt độ nó khoảng tầm khoảng 25 đến khoảng 35 độ C. Và Bùi Hồ còn nghe nói một thông tin rằng khi đặt chân đến Trung Quốc thì gõ cận cảnh cái tờ tiền 100 nhân dân tệ đây. 100 tệ này là nó khoảng 350 tiền Việt Nam ha. Khoảng 340 mấy ngàn. Còn đây là tờ tiền 50 nhân dân tệ thì nó khoảng 170 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Và còn đây là 20 nhân dân tệ. Đây, 20 nhân dân tệ. 20 tệ này thì nó khoảng 10 tệ thì nó khoảng là 3 khoảng 70 ngàn tiền Việt Nam á cô bác anh chị. Đây. Bữa họ sẽ sử dụng đây ở đây một tấm tiền nè. Và lần này thì Bùi Hồ sẽ đặt chân đến Thượng Hải trước, và sau đó là đến Tô Châu, rồi sẽ đến Bắc Kinh. YouTube nè, rồi Facebook nè, Google không có mặt ở Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc họ sử dụng một cái hệ thống tên lửa, khi sử dụng kết nối mạng Wi-Fi á, thì họ sẽ chặn tất cả các ứng dụng đó và chỉ sử dụng những cái ứng dụng ở trên đất nước Trung Quốc thôi. Đó là cái thứ nhất, chặn một hệ thống tên lửa thôi các bác anh chị. Cái thứ hai nữa là ở Trung Quốc gần như là họ ít sử dụng đồng tiền mặt, mà họ sử dụng qua những cái ứng dụng WeChat, những cái ứng dụng mà trả tiền quẹt thẻ thôi. Đó là một trong những cái điều khá là thú vị. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì Bùi Hồ đã đổi ra được đây là một ít tiền mặt nè. Ở đây thì khoảng 2.000, hơn 2.000 2.000 nhân dân tệ đó, hơn 2.000 nhân tệ thì tiền Việt nó khoảng 6-7 triệu tiền Việt Nam đồng các bác anh chị. Đây, và mời các bác anh chị cùng tiếp tục với Bùi Hồ hành trình đặt chân đến đất nước Trung Quốc, một trong những đất nước tỷ dân. Trung Quốc tiếng Anh ở Trung Quốc thì tiếng những cái biển báo đó, họ không có tiếng Anh luôn cô bác anh chị, có nghĩa là họ chỉ sử dụng tiếng Trung Quốc thôi, nên thành thử ở thời điểm hiện tại thì tiếng Trung Quốc cũng là khá là phổ biến luôn. Muốn đi sang Trung Quốc thì biết tiếng Anh, phải biết tiếng Trung Quốc thì chúng ta mới có thể dễ dàng di chuyển được thôi, còn biết tiếng Anh thôi thì cũng là một vấn đề trở ngại đi khi mà mình đặt chân sang Trung Quốc ha. Giờ thì Bùi Hồ chuẩn bị lên máy bay, thời gian bay thì khoảng 4 tiếng cơ bản của anh chị, khoảng 4 tiếng thì sẽ đến Thượng Hải của Trung Quốc. Và do là múi giờ lệch á, nên là nữ là lệch so với Việt Nam 1 tiếng, nên là nữ là khoảng 3 giờ. Cô bác của anh chị cùng tiếp tục theo Bùi Hồ ha. Đây là một cái sim mà sử dụng ở Trung Quốc nè cô bác của anh chị. Cái sim này có giá là 150 tệ thì nó khoảng tương ứng với lại 450.000 tiền Việt Nam đồng. Cái sim này thì mình có thể sử dụng được mạng xã hội ha. Và tốc độ là 9G, tốc độ cao là 9G một ngày, mình có thể sử dụng được trong 15 ngày. Cũng khá là cũng ổn ha.
đây là một cái sim, tại vì nếu như mình sử dụng sóng wifi á thì sẽ nó bị tường lửa, mình sẽ không sử dụng mạng xã hội từ YouTube đến Facebook, Google. Mình sử dụng sim này thì mình có thể sử dụng được mạng xã hội nè. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị bay rồi, mời các bác anh chị tiếp tục theo hành trình của mình ha. Lý do là Bùi Hồ phải bay một cái chuyến bay vào buổi khá là muộn, đó là khoảng 9 giờ. Thì bây giờ trên máy bay thì được một bữa ăn trưa, và Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho tất cả các cô bác anh chị được biết luôn ha. Có hai phần, đó là cơm cá và mì bò. Bùi Hồ sẽ chọn mình một cơm cá và bánh mì. Và ở đây là cơm với lại cá ha. Đây. Còn ở đây là đồ chua ngọt. Có một cái khay mà ăn như thế này. Còn ở bên đây là tráng miệng. Tráng miệng thì gồm có khốn, dưa hấu, với lại là có lẽ là đu đủ. Còn đây là dầu. Thì là gì? Không biết. Mời cả nhà cùng đến với Vương Hồ thân. Đây, họ cho mình đúng cái muỗng, cái nĩa, một con dao với lại một cái khăn giấy, với lại ở dưới này một cái khăn giấy. Đây là cơm cả nhà. Sau thời gian hơn 3 tiếng thì họ đã có mặt tại Thượng Hải của Trung Quốc. Cái sân bay của Trung Quốc rất là lớn luôn, phải nói là cực kỳ lớn, gần 200 cửa ra. Đây là quang cảnh ở tầng hầm của sân bay ngay tại Thượng Hải. Mọi người đang di chuyển ra khỏi sân bay bằng tàu điện ngầm. Đây là một cái tàu điện ngầm trong sân bay quốc tế của Thượng Hải. Thậm chí là cô bác anh chị thấy nó rộng đến nỗi mà trong sân bay đó, phải di chuyển bằng tàu điện ngầm, tại vì rất là lớn thôi cô bác anh chị. Đây là một cái chiếc tàu điện ngầm ha, ngay tại sân bay luôn. Bùi Hồ cũng đã di chuyển tàu điện ngầm cũng khá là nhiều, như ở Singapore hay là ở Thái Lan. Tuy nhiên là đây, ở một cái đất nước rộng lớn như thế này, ở trong một cái sân bay quốc tế thì phải di chuyển ra khỏi sân bay bằng tàu điện ngầm là một điều rất khá là tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ di chuyển để làm thủ tục check-in nhập cảnh sang Trung Quốc. Đây là một biển người từ tàu điện ngầm đi ra này cả nhà. Trước khi mình làm thủ tục nhập cảnh thì ở Trung Quốc có một cái máy gọi là cái máy check vân tay của du khách đó, cũng như là scan passport rất là tự động. Và sau đó thì mình sẽ làm một thủ tục nhập cảnh. Thì đây là một trong những cái hình thức mà nó là kiểm tra, giám sát những cái du khách nhập cảnh nó nhanh hơn. Cũng thấy rất là hiện đại. Và mọi người trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc phải làm một cái thủ tục này cả nhà. Phải check những cái dấu vân tay hết luôn. Và cả scan cả cái passport, và sau đó nó sẽ gửi cho mình một cái giấy. Bùi Hồ đã làm thủ tục nhập cảnh sang Thượng Hải, Trung Quốc, cô bác anh chị. Cũng có một thông tin khá là lo lắng là khi mà nhập cảnh ở Trung Quốc thì họ kiểm dịch khá là kỹ lưỡng, và họ sẽ có thể là mời mình vào phòng riêng bất cứ lúc nào, và mình phải để chứng minh rằng có phải là người đó hoặc là trùng với người nào hay không. May mắn là mình qua đều được thuận lợi, cô bác anh chị. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình của mình ha. Do đi có một mình ra thành thử là tự cầm máy quay rồi tự quay luôn. Có gì cô bác anh chị cứ thông cảm ha. Và làm cái thủ tục nhập cảnh khoảng hơn 30 phút đứng đợi, tại vì mọi người nhập cảnh của Trung Quốc rất là đông. Mặc dù là hai làn là cho khách nước ngoài và khách nội địa của Trung Quốc, nhưng mà vẫn đợi rất là lâu, khá là lo lắng. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái thành phố khá là sầm uất, đó là Thượng Hải. Và khi mà cô bác anh chị xem phim về Trung Quốc thì cô bác anh chị xem bộ phim là Bến Thượng Hải đúng không? Và ngày hôm nay có mặt ở đây vào một buổi chiều, thời tiết cũng khá là lạnh, nhiệt độ khoảng tầm 10 độ C thôi. Tí xíu nữa đây thì thời tiết sẽ xuống nữa khoảng chừng 5-6 độ C. Đó. Ngày hôm nay thì có mặt ở đây thì để review cho cô bác anh chị xem thôi. Điều đầu tiên thì cho cô bác anh chị biết là đây là lần đầu mà Bùi Hồ đặt chân đến Trung Quốc. Mặc dù đã đặt chân đến nhiều nơi, nhưng mà đây là lần đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc. Khá là nhiều thứ bỡ ngỡ cô bác anh chị, từ việc nhập cảnh nè, họ kiểm tra an ninh về con người rất là chặt. Họ kiểm tra nếu như mà mình có dấu hiệu nào sai nét mặt mà soi với trên passport, soi hộ chiếu á, mà có khác thì họ sẽ đưa mình vô một phần phòng riêng để thẩm vấn, hoặc là có một giấy tờ khác của chứng minh. Đó là điều khá là đặc biệt nhất. Thứ hai là cô bác anh chị biết rằng là ở Trung Quốc á, rất là rộng lớn. Trung Quốc là một đất nước có số dân đứng thứ hai trên thế giới, nhưng mà về diện tích thì là đứng thứ
tư trên thế giới kéo dài từ đông sang tây. Nhưng mà ở Trung Quốc chỉ sử dụng một múi giờ duy nhất, đó là GMT cộng 8. Đó, có nghĩa là sẽ so với ở Việt Nam của mình nó sẽ sớm hơn một giờ. Ví dụ ở thời điểm này Bùi Hồ đang đứng ở ngay tại Thượng Hải là khoảng 5 giờ chiều, thì ở Việt Nam khoảng 4 giờ chiều thôi. Đó là điều khá đặc biệt. Một diện tích đứng thứ tư trên thế giới chỉ sau là Liên bang Nga nè, Canada nè, Mỹ, tương đương với Mỹ và Trung Quốc là đứng thứ tư. Đất nước tỷ dân của các anh chị. Và ngày hôm nay đến đây thì các anh chị sẽ gặp một cái Thượng Hải khá là sầu khuất ha. Ngày trước thì cô bác anh chị xem những cái bộ phim mà dành những cái địa bàn ở trên đây á, thì phải nó cực kỳ sầu khuất. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã là một cái đô thị phồn hoa. Ở Trung Quốc thì họ không sử dụng những cái app ứng dụng của phương Tây, từ cái việc như là Google, YouTube hoặc là Facebook, thậm chí Zalo nữa. Nên họ có tường lửa ngăn cản hết. Và ở đây người ta hạn chế, rất là hạn chế việc sử dụng tiền mặt. Và họ chỉ sử dụng một cái ứng dụng chuyển tiền duy nhất, đó là WeChat. Hoặc là định vị, họ không sử dụng định vị Google luôn cô bác anh chị. Đây, thời tiết khá là lạnh ha. Lạnh lắm. Ở Trung Quốc thì ở cái khu vực Hải đây là một cái khu vực của những, giống như của những người giàu. Ở Thượng Hải này có một cái bộ phim, đó là Tân Dòng Sông Liên Việt với lại bến Thượng Hải, rất là nổi tiếng. Đây là khu vực bến Thượng Hải. Ở nhà thấy đẹp không? Và hiện tại thì vừa họ đó đặt chân đến cái khu vực bến Thượng Hải, nơi mà chỉ thấy được qua phim ảnh thôi, đúng không? À, thời tiết thì rất là lạnh. Có một chị này là lạnh đúng người luôn nè. Lạnh thậm chí là không cầm được luôn. Rất là cung. Nhưng mà phong cảnh ở đây rất là đẹp. Có những cái cây lá nè. Vào mùa thu á, nở những cái lá này hình như là gần như là rụng lá hết rồi. Đây. Người Việt cũng qua đây khá là nhiều. Và đây là một cái con sông rất là nổi tiếng ha, bên bờ Thượng Hải. Qua đây thì có ăn trái cây của Trung Quốc không? Thì chia sẻ thật với tất cả các bạn là gì ạ? Trung Quốc là cũng có khá là nhiều người Việt Nam họ kỳ thị rằng là đồ của Trung Quốc là đồ dởm, nhưng mà thật ra mà khi mà qua đây thì cô bác quý chị biết được rằng là Trung Quốc rất là phát triển ha, chứ không phải giống như mình nghĩ đâu. Tại vì có một số gian thương họ buôn gian bán lận, người họ sử dụng hóa chất để mà vận chuyển, thành thử là những cái đồ các bạn nghĩ là Trung Quốc nó không tốt, nhưng mà thật ra là nó rất là tốt ha. Đây, họ có thể là đi đến cung trăng luôn nè. Và đây là những cái tòa nhà cao tầng, những tòa nhà chọc trời của Trung Quốc ha. Và mỗi khi mà du khách mà có đi đến đây á, đều chụp hình ngay tại cái bến Thượng Hải này. Chúng ta nhìn Thượng Hải nó mang một cái phong cách gì đó, nó rất là Tây, đúng không cô bác anh chị? Có những cái cây nó thay lá vào mùa thu á. Ở đây cũng là gần như là tháng 3, tháng 4 rồi. Thành nữ là nhìn nó rất là Tây luôn. Và những cái tòa nhà nó mang phong cách phương Tây, nhìn giống như là mình đang ở Pháp vậy á. Và ngày hôm nay thì có mặt ở tại đây, đi một mình thôi, và chia sẻ những hình ảnh, những video clip về Thượng Hải cho cô bác cái gì nghe về một đất nước Trung Quốc rất gần với Việt Nam. Đất nước tỷ dân, nhưng mà thật ra là có nhiều điều mà mình còn chưa biết về đất nước Trung Quốc, từ cái việc múi giờ nè, và sử dụng tiền tệ, tiền mặt, mua hàng như thế nào. Và bây giờ buổi hồ đại đằng kia chia sẻ về hình ảnh mua hàng cho cô bác anh chị biết ha. Và thông tin lại một lần nữa là cô bác anh chị sẽ, buổi hồ có chia sẻ rằng là ở Trung Quốc họ sẽ sử dụng ít, không sử dụng tiền mặt. Và người dân Trung Quốc họ không có sử dụng tiền mặt, mà họ chỉ sử dụng thông qua việc chuyển thanh toán qua cái ứng dụng WeChat, để mà chính phủ họ có thể việc kiểm những cái tiền tệ á. Còn những khách du lịch thì họ sẽ sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên là đối với người dân mà sử dụng tiền mặt là một điều gì đó họ làm cho họ rất là bối rối luôn cô bác anh chị. Bởi vì sao thì Bùi Hồ lại sử dụng đơn vị tiền nhân dân tệ đại Trung Quốc? Tại vì đối với Bùi Hồ mà khi mà nhập cảnh sang Trung Quốc, việc sử dụng ứng dụng những cái ứng dụng riêng của Trung Quốc như là WeChat để chuyển khoản là một điều gì rất là khó khăn. Và đó là một trong những lý do Bùi Hồ bắt buộc phải đổi tiền mặt, dù có khó khăn tí xíu nhưng mà cũng đành phải chấp nhận ha.
bến Thượng Hải vào một buổi tối. Khung cảnh ở đây cực kỳ thơ mộng và chẳng khác nào là một khu phố Tây ha cô bác anh chị. Đây, đây là dưới thuyền nè. Đây. Còn ở đây là khu phố đã được lên đèn. Trung Quốc nó ngộ đến nỗi mà ngay cả cái cục sạc dự phòng nó cũng phải thông qua một cái ứng dụng nội bộ của Trung Quốc, ứng dụng WeChat ha. Ở đây mua đồ phải cúng quét qua ứng dụng, không trả tiền mặt thôi cô bác anh chị. À, đây là một cửa hàng của bán nước ngọt ngay tại ngoài đường và tất cả người dân đều phải thanh toán qua WeChat, họ không sử dụng tiền mặt nha mọi người, ngay cả mua một chai nước ngọt cũng vậy nữa. Phải quét mã QR hết. Không, mình nghe mọi người nói được rằng là đem tiền mặt là một điều gì đó là rất là họ cảm thấy rất là mới gói nha. Ok, mình mua một chai nước cam, ở đây họ sử dụng cái mã WeChat để mà tính tiền. Bây giờ họ sẽ thối cho mình, mình được 20 nhân dân tệ tương ứng với khoảng ok, 10 nhân dân tệ khoảng 35.000. đây, họ thối mình lại bao nhiêu tiền nè. Đây, thank you. Yeah, đây là 10 nhân tệ một chai nước cam rất là dễ thương. Cái anh này anh đang chuyển khoản, họ đang quét mã xong. Ờ, thấy chưa cả nhà, buổi hội dự định là kết thúc đoạn clip rồi, nhưng có một thông tin mà muốn chia sẻ với lại tất cả các bạn mà muốn du lịch từ Đức sang Trung Quốc á, là ở Trung Quốc họ không có sử dụng tiếng Anh thông dụng ha, mà chủ yếu là tiếng Trung, và đặc biệt là gần như là Trung Quốc không sử dụng những cái app của nước phương Tây á, và họ sử dụng riêng cái app của nước họ, kể cả cái việc mà định vị luôn họ không sử dụng Google Maps, nên thành nữ là khi mà mình sang Trung Quốc á là một điều tự túc, và phải nghiên cứu thật là kỹ thì mình hãy sang hoặc là đi đồng hành với những người mà có biết tiếng Trung Quốc á, các bạn hãy nên du lịch tự túc sang Trung Quốc hơn. Đấy, đây là những điều lưu ý khi mà Bùi Hồ muốn nói với các bạn nha.